Các bạn đang nghe truyện ta có hệ thống thần cấp vô địch trên kênh TV Audio CV. Chương 1168, ba anh em sinh ba một. Lưu Tiểu Viễn tìm được vương trưởng lão, nói với ông ta về việc muốn gặp trưởng môn bích hải cát, kết quả vương trưởng lão đưa cho Lưu Tiểu Viễn một câu trả lời mơ hồ. Ông ta cũng không đồng ý cho Lưu Tiểu Viễn đi gặp trưởng môn nhưng cũng không trực tiếp từ chối. Lưu Tiểu Viễn cũng buồn bực, muốn rời đi thì đã vất vả lắm mới đến được bích hải cát, nếu cứ thế mà rời đi thì hơi không cam lòng còn nếu không rời đi thì ở đây cũng lãng phí thời gian thật là ủng phí thời gian của mình lưu tiểu viễn cũng rơi vào mâu thuẫn chết tiệt đúng là một chuyện khiến người ta đau đầu mà vương trưởng lão vậy mong ông sớm cho tôi một câu trả lời chính xác vì tôi còn có việc khác lưu tiểu viễn nói thẳng vương trưởng lão cười nói yên tâm đi chuyện này có câu trả lời tôi sẽ trả lời cho cậu ngay lưu tiểu viễn nhìn thấy nụ cười của vương trưởng lão liền biết lão già này đang qua loa cho xong chuyện xem ra chuyện này không thể hy vọng quá nhiều lưu tiểu viễn rời khỏi chỗ ở của vương trưởng lão trở về phòng của mình chuẩn bị rời đi nhưng lại có một vấn đề khiến lưu tiểu viễn đau đầu đó là mình phải ra ngoài như thế nào nếu không có sự cho phép của bích hải cát mình không thể ra khỏi bích hải cát xem ra vẫn phải tìm cổ vũ tịch hoặc vương trưởng lão nhưng cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của vũ tịch đâu lưu tiểu viễn cũng không biết cổ vũ tịch ở đâu chỉ có thể đi tìm vương trưởng lão ngay lúc này lưu tiểu viễn đột nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên từ bích hải cát giống như tiếng báo động chẳng lẽ bích hải cát xảy ra chuyện gì sao lưu tiểu viễn nghĩ vậy lập tức bước ra khỏi phòng thấy các đệ tử của bích hải cát lập tức tập trung ở quảng trường lưu tiểu viễn đi đến quảng trường chỉ thấy ba người đàn ông bị các đệ tử của bích hải cát vây quanh ba người đàn ông này lại là ba anh em sinh ba trông rất giống nhau. Gọi trưởng môn của các người ra đây, anh cả của tôi đã để mắt đến trưởng môn của các người rồi, mau gọi trưởng môn của các người ra đây, nếu không chúng tôi sẽ sang bằng bích hải cát của các người. Một người đàn ông trong số đó vênh váo nói. Ba anh em sinh ba này đều có tu vi là đại thừa sơ kỳ, có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Ai mà vênh váo thế, dám ở bích hải cát của chúng tôi mà ngang ngược như vậy. Các trưởng lão của bích hải cát đều bay tới, chỉ có điều những trưởng lão này hầu hết đều có tu vi là hóa thần chỉ có một người là đại thừa điều này thật khó xử ba người đàn ông này có lẽ thực sự có thể sang bằng bích hải cát ha ha chỉ có mấy người các người thôi sao mau gọi trưởng môn của các người ra đây nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo người anh thứ hai trong ba anh em sinh ba lên tiếng lưu tiểu viễn cũng hy vọng trưởng môn bích hải cát nhanh chóng xuất hiện như vậy anh có thể nhìn thấy cô ta trông như thế nào càng rỡ. Vị trưởng lão đại thừa sơ kỳ của Bích Hải các hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi ba người này. Mặc dù ba người kia đều có tu vi là đại thừa sơ kỳ như người của Bích Hải các đông, mấy tu sĩ hóa thần có thể chống lại một tu sĩ đại thừa, cho nên nếu thực sự đánh nhau, Bích Hải các cũng không bị thiệt hại quá lớn. Ha ha, Bích Hải các các người đừng không biết điều. Người anh cả trong ba anh em sinh ba cười lớn, nói, mau gọi trưởng môn của các người ra đây, nếu không đừng trách ba anh em chúng tôi không khách sáo, hừ, các người cũng không nhìn xem đây là nơi nào, hôm nay tôi sẽ không để ba anh em họ xài các người bước ra khỏi cửa lớn của bích hải các chúng tôi. Vị trưởng lão đại thừa quát lớn. Kết trận. Vị trưởng lão tu vi đại thừa quát lớn một tiếng, các đệ tử của bích hải các cùng với các trưởng lão lập tức bày ra một trận pháp, vây ba anh em họ xài ở giữa. Trận pháp này có thể nói là ba lớp trong, ba lớp ngoài, lớp nọ chồng lên lớp kia, giống như một pháo đài kiên cố nhất lưu tiểu viễn nhìn trận pháp này của bích hải cát cảm thấy trận pháp này cũng không có gì thần kỳ chỉ là một thuộc hợp vây bình thường nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến lưu tiểu viễn cảm thấy mình hơi thiển cận theo lệnh của đại trưởng lão bích hải cát các đệ tử của bích hải cát bắt đầu vận hành mọi người bắt đầu đổi vị trí cho nhau nhìn thấy trận pháp vận hành này mắt lưu tiểu viễn như hoa lên cộng với đòn tấn công của các đệ tử bích hải cát dày đặc khiến người ta không thể phòng ngự lúc này lưu tiểu viễn mới phát hiện ra sự kỳ diệu của trận pháp này sự kỳ diệu của trận pháp này chính là con người vận động sau đó với tốc độ nhanh như chấp tấn công người bị nhốt bên trong nếu là tu sĩ bình thường gặp phải trận pháp này thì chắc chắn khó có thể thoát được vì trận pháp này có đông người ngoài ra đòn tấn công của mọi người là tấn công từ bốn phương tám hướng khiến đối phương không có nơi nào để trốn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để chống lại đợt tấn công này lưu tiểu viễn ước tính nếu mình bị nhốt trong trận pháp này đối mặt với đòn tấn công của những đệ tử bích hải các này thì chắc chắn khó có thể thoát được chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn nữa lúc này các trưởng lão của bích hải các vẫn chưa ra tay nếu đợi họ ra tay quy lực sẽ tăng lên gấp bội thiên phóng thuẫn người anh thứ hai trong ba anh em sinh ba lập tức tế ra một tấm khiên tấm khiên này khi vừa bay ra khỏi cơ thể thì rất nhỏ nhưng sau khi bay trong không trung thì lập tức biến thành một tấm khiên khổng lồ sau đó Tấm khiên này phát ra một luồng ánh sáng màu vàng đất, trực tiếp bao phủ ba anh em Sinh Ba vào trong. Trong khi đó, đòn tấn công của các đệ tử Bích Hải các đều bị ánh sáng của tấm khiên chặn lại ở bên ngoài, không thể tiến vào. Ha ha, Bích Hải các các người có bản lĩnh gì thì cứ dùng hết đi, còn các trưởng lão đừng đứng đó mà xem náo nhiệt nữa, cùng nhau tấn công đi." Người anh thứ hai trong ba anh em Sinh Ba cười lớn nói. Các trưởng lão của Bích Hải các thấy ba anh em Sinh Ba quá kiêu ngạo, không còn quan tâm đến thể diện hay đạo nghĩa giang hồ nữa, trực tiếp giải quyết ba tên khốn nạn này rồi nói sau. Vì vậy, các trưởng lão của Bích Hải các cùng nhau ra tay, trực tiếp tấn công ba anh em sinh ba. Lưu Tiểu Viễn với tư cách là người ngoài cuộc đứng bên cạnh xem náo nhiệt, cảm thấy cảnh tượng này rất thú vị, không tệ, tuyệt đối không tệ. Đại ca, tung lá cờ xí diễm ra đi. Người em út nói với người anh cả. Với đòn tấn công của các trưởng lão Bích Hải Cát, Thiên phóng thuẫn của ba anh em sinh ba không thể chống đỡ được đòn tấn công của đối phương, quần sáng màu vàng đất ngày càng nhạt, cuối cùng sắp trở thành màu trong suốt. Tung ra đi. Người anh cả lập tức gật đầu nói. Cờ xí diễm. Người em út gầm lên một tiếng, một lá cờ màu đỏ lửa trực tiếp từ người em út bay ra, lập tức, một ngọn lửa lớn bao trùm lấy thân hình của ba anh em sinh ba, lưu tiểu viễn cách xa như vậy, cũng cảm thấy luồng nhiệt cập đến, khuôn mặt như muốn bị thiêu cháy đòn tấn công của bích hải các đều bị ngọn lửa của lá cờ xí diễm thiêu rụi sạch sẽ. Ngọn lửa lợi hại thật. Lưu tiểu viễn thốt lên một tiếng, lá cờ này mang lại cho lưu tiểu viễn cảm giác kinh hoàng. Ba anh em sinh ba cười lớn, đòn tấn công của bích hải các đối với họ không có tác dụng gì, đương nhiên là họ cười chế nhạo thoải mái. Ha ha, bích hải các các người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Người anh cả trong ba anh em sinh ba nói lớn, giọng điệu đầy vẻ chế giễu ép ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, như thể từ nơi xa truyền đến nhưng lại có vẻ như rất gần. Tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy ngọn lửa trên lá cờ sĩ diễm của ba anh em Sinh Ba lập tức tắt ngúm, giống như ngọn lửa nhỏ đang cháy bỗng bị người ta dội một chậu nước từ đầu đến chân. Là ai? Ba anh em Sinh Ba vô cùng kinh ngạc, người nào lợi hại như vậy, người còn chưa thấy nhưng chỉ một đòn ra tay đã khiến pháp bảo của họ trực tiếp hỏng bét, đây là bản lĩnh gì? Lưu Tiểu Viễn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào có bản lĩnh như vậy? Có phải là trưởng môn của Bích Hải Cát không? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ là ai, giọng nói của người phụ nữ lại một lần nữa vang lên. Hừ, dám đến Bích Hải Cát của chúng tôi gây chuyện, mà ngay cả tôi là ai cũng không biết, đáng đánh. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một trận gió mạnh ngập đến ba anh em sinh ba, ba anh em sinh ba là tu sĩ có tu vi đại thừa kỳ, đương nhiên là lập tức phản ứng lại, tế ra pháp bảo của mình để chống lại trận gió mạnh này. Pháp bảo của ba anh em sinh ba đều giống nhau, đều là một sợi roi, chỉ thấy sợi roi này tùy ý quốc một cái, lập tức phát ra một luồng chân khí màu trắng, chống lại trận gió mạnh. Nhưng trận gió mạnh đó như có sự sống, lực phản kháng mạnh thì nó càng mạnh, trong nháy mắt đã đánh bại đòn tấn công của ba anh em sinh ba, ba anh em sinh ba trực tiếp lùi về phía sau, trưởng môn. Khuôn mặt của những người bích hải các lập tức nở nụ cười, gọi một tiếng trưởng môn. Chết tiệt! Quả nhiên là trưởng môn của bích hải các, bản lĩnh mạnh mẽ như vậy mình làm cái quái gì chứ một địch ba mà đối phương lại là ba tu sĩ đại thừa kỳ sơ kỳ vậy thì ít nhất cô ta cũng phải có tu vi đại thừa kỳ trung kỳ mình là một tu sĩ kim đan kỳ mà lại muốn ngủ với cô ta chết tiệt đừng đến lúc đó đến cả thằng em nhỏ của mình cũng bị cô ta cắt mất chết tiệt cái hệ thống chết tiệt này lại giao cho mình một nhiệm vụ như vậy đây hoàn toàn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành mà rất nhanh sau đó Chưởng môn của Bích Hải Các đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, chỉ thấy thân hình của đối phương nguyễn chuyển, gợi cảm nhưng khuôn mặt lại được che bằng một chiếc khăn trắng. Mặc dù chiếc khăn này trông rất mỏng nhưng lại không nhìn rõ được dung mạo của đối phương. Mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương nhưng Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nhìn từ thân hình này, hẳn là không tệ, tất nhiên, cũng sợ trưởng môn của Bích Hải Các này là một sát thủ bóng đêm. Cái gọi là nhìn thấy bóng lưng có ham muốn phạm tội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt, lão tử có ham muốn giết người thì ra là trưởng môn của bích hải cát thất kính thất kính người anh cả trong ba anh em sinh ba lập tức cười nói hôm nay làm phiền nhiều cáo từ ba anh em sinh ba biết rằng cả ba anh em liên thủ cũng không phải là đối thủ của đối phương vì vậy họ chọn cách chạy trốn là thượng sách hừ bích hải cát của chúng tôi là nơi các người muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao trưởng môn của bích hải cát hừ lạnh một tiếng sau đó vung tay một trận gió mạnh lại ập đến ba anh em sinh ba ba anh em sinh ba tế ra pháp bảo của mình đón lấy trận gió mạnh ngập đến roi và gió mạnh va vào nhau lập tức phát ra tiếng rắc rắc như tiếng tre nổ mau đi người anh cả trong ba anh em sinh ba lập tức nói tu vi của đối phương có chút khủng bố không khéo sẽ phải bỏ mạng ở đây muộn rồi Chưởng môn của bích hải cắt hừ lạnh một tiếng một giải lụa trắng trực tiếp bay từ trên không xuống cuốn lấy ba anh em sinh ba ba anh em sinh ba đương nhiên sẽ không chịu trói buộc như vậy lập tức bắt đầu phản công. Nhanh! Người anh hai trong ba anh em sinh ba lập tức ra lệnh cho roi của mình, chỉ thấy sợi roi đó như rắn linh hoạt, cuốn lấy giải lụa trắng bay tới. Sợi roi đen cuốn lấy giải lụa trắng, màu trắng đen xen kẻ này thật rõ ràng. Người anh hai dùng roi của mình cuốn lấy giải lụa trắng của trưởng môn bích hải cát, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng pháp bảo này cũng chỉ đến vậy thôi, nhưng mà, anh ta còn chưa kịp vui mừng, giải lụa trắng đó giống như một con búp bê được bơm hơi, trong nháy mắt bắt đầu phình to ra, rõ ràng sợi roi đen không thể cuốn được nó, người anh hai vô cùng kinh ngạc, lập tức thu hồi pháp bảo của mình, bởi vì anh ta biết, nếu mình không thu hồi roi thì dây tiếp theo, roi của mình có thể sẽ bị phá hủy. Đi! Ba anh em sinh ba không dám chậm trễ nữa, hóa thành một luồng ánh sáng trắng, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Các trưởng lão của Bích Hải các còn muốn đuổi theo nhưng trưởng môn của họ lại nói, đừng đuổi theo kẻ cùng đường, lưu tiểu viễn cảm thấy mấy trưởng lão này có đuổi theo cũng vô ích với bản lĩnh của họ không đủ để giữ lại ba anh em sinh ba kia hơn nữa ba anh em sinh ba kia hiện tại đã là chim sợ thành công tốc độ chạy trốn đương nhiên là vô song với tu vi của họ căn bản không đuổi kịp ba anh em sinh ba đó trưởng môn đã ra lệnh các trưởng lão của bích hải Các đương nhiên sẽ không đuổi theo ba anh em sinh ba nữa lập tức đứng tại chỗ lưu tiểu viễn nhìn chằm chằm vào trưởng môn của bích hải cát mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt của cô ta nhưng đôi gò bồng đảo đầy đặn đó thật sự rất hấp dẫn cảm giác chắc chắn rất tuyệt mặc dù đôi chân dài miên man đó bị váy che khuất nhưng so sánh thì hẳn cũng rất dài và trắng sờ vào chắc hẳn sẽ miệng như lụa nếu thực sự là sát thủ bóng đêm thì tắt đèn nhắm mắt làm chuyện xấu xa đó như vậy sẽ không có áp lực gì trưởng môn của bích hải các lập tức cảm nhận được ánh mắt đầy tính xâm lược của lưu tiểu viễn lập tức nhìn về phía lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn cảm thấy như có hai con dao đâm vào ngực mình Chết tiệt! Thật đáng sợ! Lưu Tiểu Viễn thầm kinh ngạc, chủ môn của Bích Hải các này quả thực có tu vi khủng bố, chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rùng mình. Anh là ai? Chủ môn của Bích Hải các lập tức hỏi, vì cô ta nhìn ra Lưu Tiểu Viễn không phải là người trong môn phái. Lúc này, các trưởng lão khác cũng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, họ cũng không quen Lưu Tiểu Viễn, không biết Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc là ai. Lưu Tiểu Viễn rất muốn trả lời lớn tiếng, Lão tử đến để ngủ với ngươi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết rằng, nếu mình trả lời như vậy, nhất định sẽ bị người của Bích Hải cát đánh chết, tôi là khách của các người. Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói, Bích Hải cát thậm chí còn không mời Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn mặt dày đến, căn bản không được coi là khách của Bích Hải cát. Khách? Ai mời cậu đến? Một trưởng lão của Bích Hải cát lập tức hỏi trước. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tự đến, chẳng lẽ tự đến không coi là khách sao? cái gọi là khách đến là khách bích hải các của các người sẽ không hiểu cả đạo lý đơn giản nhất này chứ càng rỡ thấy lưu tiểu viễn dám nói chuyện với trưởng môn của mình như vậy các trưởng lão của bích hải các lập tức quát lớn cố vũ tịch trong đám đông cũng lo lắng cho lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nói chuyện với trưởng môn của mình như vậy đến lúc đó bị trưởng môn của mình tác một cái thì coi như nhẹ lưu tiểu viễn lại không quan tâm chút nào nếu trưởng môn của bích hải các chỉ có chút khí lượng này thì lưu tiểu viễn quá thất vọng anh đến bích hải cát của chúng tôi làm gì trưởng môn của bích hải cát hỏi lưu tiểu viễn nói câu hỏi này tôi không tiện nói trước mặt mọi người chúng ta có thể nói chuyện riêng không trưởng môn của bích hải cát nhìn lưu tiểu viễn hỏi anh là ai lưu tiểu viễn nói thực ra tôi là đệ tử của công hội luyện đan không đúng cũng không thể nói là đệ tử của công hội luyện đan vì tôi không muốn gia nhập công hội luyện đan lời này nói ra có vẻ hơi khoe khoang phải biết rằng rất nhiều người khóc lóc van xin cũng không thể trở thành đệ tử của công hội luyện đan. Còn, Lưu Tiểu Viễn lại nói rằng anh không muốn gia nhập công hội luyện đan. Thế lực của Bích Hải các tuy lớn nhưng đối với công hội luyện đan, họ cũng rất tôn trọng, vì luyện đan sư chính là nhân vật hiếm có. Anh nói anh không muốn gia nhập công hội luyện đan. Chưởng môn của Bích Hải các có chút kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên là thật rồi, chưởng môn, đừng ngạc nhiên như vậy, nếu cô không tin, có thể đến công hội luyện đan hỏi thăm, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, chắc hẳn công hội luyện đan sẽ biết đến cái tên lừng lẫy của tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn dám nói ra tên của mình, chủ môn của Bích Hải các coi như tin lời Lưu Tiểu Viễn, vì chuyện này chỉ cần tra một chút là có thể biết được lai lịch của đối phương. Anh theo tôi vào. Chủ môn của Bích Hải các lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, không còn cách nào khác, danh tiếng của công hội luyện đan quả thực rất hữu dụng lưu tiểu viễn lập tức đi theo trưởng môn của bích hải cát vào một căn phòng vào phòng trưởng môn của bích hải cát liền bảo lưu tiểu viễn ngồi xuống sau khi ngồi xuống trưởng môn của bích hải cát lập tức mở lời hỏi có chuyện gì thì nói đi lưu tiểu viễn lại nói trưởng môn tôi còn chưa biết tên của cô cô không thể để tôi cứ gọi là trưởng môn được dù sao tôi cũng không phải là đệ tử của bích hải cát nghe lời lưu tiểu viễn nói trưởng môn của bích hải cát cũng thấy có lý nói tôi họ đàm anh cứ gọi tôi là đàm trưởng môn là được lưu tiểu viễn vốn tưởng rằng đàm trưởng môn sẽ nói ra tên của mình không ngờ chỉ nói họ nhưng như vậy cũng tốt ít nhất cũng là một sự tiến bộ đàm trưởng môn không biết cô làm trưởng môn của bích hải các đã bao lâu rồi tôi muốn tìm hiểu một chút lưu tiểu viễn cười hỏi đàm trưởng môn trừng mắt nhìn lưu tiểu viễn nói nếu anh không nói chuyện chính sự vậy thì mời anh ra ngoài đừng làm mất thời gian của tôi lưu tiểu viễn lập tức nói đàm trưởng môn đừng hiểu lầm tôi sẽ nói chuyện chính sự ngay cô đừng tức giận nói xong lưu tiểu viễn lập tức hỏi tôi muốn hỏi đàm trưởng môn một câu mong đàm trưởng môn có thể cho tôi biết câu trả lời đàm yên nhiên nhìn lưu tiểu viễn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh tưởng lưu tiểu viễn muốn hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc liền gật đầu nói được anh hỏi đi chỉ cần tôi biết nhất định sẽ cho anh câu trả lời lưu tiểu viễn lập tức hỏi xin hỏi đàm trưởng môn cô có chồng hoặc bạn trai không? Nếu có thì là ai? Vì hệ thống đã giao cho mình nhiệm vụ là ngủ với chữ môn của Bích Hải Các nên anh phải tìm hiểu về cuộc sống của cô. Lỡ cô là người đã có chồng, mình làm ra chuyện như vậy, chẳng phải là khiến chồng cô đội một bãi cỏ trên đầu sao? Đàm yên nhiên không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại hỏi ra một câu hỏi vô liêm sỉ như vậy, cả khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ trong phòng cũng như giảm xuống hơn 20 độ, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo. Anh muốn chết. Đàm Yên Nhiên từ từ thốt ra ba chữ này. Theo Đàm Yên Nhiên thấy, Lưu Tiểu Viễn hỏi ra câu hỏi như vậy, chính là đang treo chọc mình, điều này khiến Đàm Yên Nhiên rất tức giận. Đàm trưởng môn, cô hiểu lầm rồi, tôi thực sự không cố ý xúc phạm cô, vì chuyện này liên quan đến mạng sống của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Nghe vậy, Đàm Yên Nhiên đột nhiên có chút hứng thú, hỏi, anh nói gì cơ? Chuyện này liên quan đến mạng sống của anh, lưu tiểu viễn thấy đàm yên nhiên đã có hứng thú lập tức gật đầu nói đúng vậy chuyện này liên quan đến mạng sống của tôi vì vậy mong đàm trưởng môn hãy nói cho tôi biết sự thật nghe lời lưu tiểu viễn nói đàm yên nhiên hỏi anh nói chuyện này liên quan đến mạng sống của anh anh bảo tôi tin anh thế nào hơn nữa chuyện tôi có chồng hay không liên quan gì đến anh lưu tiểu viễn chính khí lẫm nhiên nói tất nhiên là có liên quan nếu cô không có đàn ông tôi có thể làm đàn ông của cô lưu tiểu viễn cũng không có cách nào tốt hơn anh luôn cho rằng đối với những người phụ nữ như đàm yên nhiên chỉ nên đơn giản và thô bạo một chút biết đâu lại thành công thấy lưu tiểu viễn quá mức càng rỡ khuôn mặt đàm yên nhiên càng lạnh lẽo hơn như thể có thể đóng băng lưu tiểu viễn thành một khối băng nhiệt độ trong toàn bộ căn phòng cũng ngày càng thấp anh nói gì cơ anh nói lại câu vừa rồi cho tôi nghe nào đàm yên nhiên lạnh lùng nói lưu tiểu viễn đứng dậy khỏi ghế đi đến bên cạnh đàm yên nhiên Đàm Y Nhiên cứ ngồi trên ghế nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng khi ánh mắt Lưu Tiểu Viễn nhìn chầm chầm vào cô, Đàm Y Nhiên hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Chính là cơ hội này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay, gỡ bỏ lớp vải che mặt của Đàm Y Nhiên. Ngay sau khi lớp vải che mặt trên khuôn mặt Đàm Y Nhiên được gỡ bỏ, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra dung nhan thật của cô, chỉ thấy Đàm Y Nhiên có một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt trắng nõn nà như có thể véo ra nước, như thể là kiệt tác của tạo hóa, đàn ông nhìn vào sẽ không kiềm chế được, phụ nữ nhìn vào sẽ ghen tị chết tiệt. Xem ra nhiệm vụ này cũng không đến nổi tệ, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra Đàm Yên Nhiên không phải là một người phụ nữ xấu xí, mà là một tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy nhiệm vụ này không đến nổi tệ, đây chính là bản tính của đàn ông, là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ôi! Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp vui mừng, đã cảm thấy ngực đau nhói, cả người bay ra ngoài. Chết tiệt! Quá chủ quan, chỉ mãi mê ngắm nhìn nhan sắc mà quên mất cảnh giác, quả nhiên là sắc đẹp hại người. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đâm thủng cánh cửa phòng, bay ra xa hàng chục mét, sau đó ngã mạnh xuống đất. Lưu Tiểu Viễn nằm trên mặt đất, cảm thấy bụng mình như sóng biển cuồn cuộn, đau đớn vô cùng. Sau đó cảm thấy trong miệng có vị mặn, một ngụm máu tươi phun ra. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy sự khó chịu trong bụng vẫn không thể chịu đựng được, vẫn còn sóng biển cuồn cuộn, có thể nói là vô cùng khó chịu. Những người của Bích Hải cắt thấy Lưu Tiểu Viễn bị chính trưởng môn của mình đánh ra ngoài lập tức vây quanh Lưu Tiểu Viễn, biết rằng Lưu Tiểu Viễn chắc chắn đã xúc phạm đến chữ môn của mình, nếu không thì sẽ không bị trừng phạt như vậy. Giam giữ tên này lại cho ta. Giọng nói của đàm yên nhiên vang lên. Vâng, trưởng môn. Trưởng môn đã lên tiếng, những người của Bích Hải Cát lập tức giam giữ Lưu Tiểu Viễn vào một căn phòng nhỏ trong Bích Hải Cát, nhưng may là căn phòng nhỏ này không phải là loại phòng tối, ánh sáng bên trong vẫn rất đầy đủ, chỉ là bên trong phòng trống rỗng, không có gì cả, thậm chí không có cả một chiếc giường bích hải cắt chết tiệt các người muốn giam giữ tôi cũng được thôi nhưng mà cũng phải cho tôi một cái giường ít nhất cũng để tôi có chỗ ngủ chứ lưu tiểu viễn ngồi trong phòng dựa lưng vào tường vừa rồi bị đàm yên nhiên đánh một chưởng bụng vẫn đau dữ dội thật muốn mạng người mà người phụ nữ chết tiệt lưu tiểu viễn thầm mắng một câu hai tay ôm bụng sau đó bắt đầu vận khí để đè nén cảm giác đau đớn trong bụng sau một hồi vận khí điều tức cảm giác sóng biển cuồn cuộn trong bụng cuối cùng cũng biến mất cả người lưu tiểu viễn cũng cảm thấy tỉnh táo hơn thật thoải mái cảm giác đau đớn trong bụng biến mất lưu tiểu viễn lập tức đứng dậy khỏi mặt đất đi đến cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lúc này trong đầu lưu tiểu viễn đột nhiên nhớ đến một bài hát nước mắt sau song sắt lưu tiểu viễn đúng lúc này giọng nói của cố vũ tịch đột nhiên truyền vào tai lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn nhìn lại chỉ thấy cố vũ tịch đang lén lút đi đến cửa phòng giam của mình em gái cố tôi ở chỗ này lưu tiểu viễn nhỏ giọng hô nghe thấy giọng nói của lưu tiểu viễn cố vũ tịch lập tức đến cửa sổ đưa đồ ăn trong tay cho lưu tiểu viễn nói trong này buồn chán ăn chút gì đi lưu tiểu viễn cười hiếp mắt nhận lấy đồ ăn mà cổ vũ tịch đưa tới cười nói vẫn là em gái cố đối xử tốt với tôi cảm ơn cô nhiều lắm cảm động đến nỗi tôi suýt nữa muốn lấy thân báo đáp rồi cổ vũ tịch thấy lưu tiểu viễn lại không đứng đắn không khỏi liếc xéo anh tiểu viễn rốt cuộc anh đã chọc giận trưởng môn của chúng tôi như thế nào tại sao trưởng môn lại đánh anh ra ngoài tôi rất ít khi thấy trưởng môn tức giận như vậy cổ vũ tịch tò mò hỏi lưu tiểu viễn lấy một cái đùi gà ra gặm vừa ăn vừa nói thực ra cũng không có chuyện gì chỉ là khăn che mặt của trưởng môn của các cô tôi thấy hơi bẩn tôi muốn giúp cô ta tháo xuống giặt ai ngờ trưởng môn của các cô không những không cảm ơn lại còn trực tiếp đánh tôi bay ra ngoài lưu tiểu viễn nói dối cũng chẳng ai bằng có thể nói là nói dối không chớp mắt đó là do anh đáng đời khăn che mặt của trưởng môn chúng tôi không ai được động vào anh động vào khăn che mặt của trưởng môn trưởng môn không giết anh đã là nhẹ lắm rồi cổ vũ tịch liếc nhìn lưu tiểu viễn một cách khó chịu tên này đúng là gan to ngay cả khăn che mặt của trưởng môn cũng dám động vào nghe cổ vũ tịch nói vậy trong lòng lưu tiểu viễn giật mình nếu đạm yên nhiên thực sự ra tay giết mình thì thật là tệ rồi. Được rồi, không nói với anh nữa, nếu để người khác phát hiện ra thì sẽ rắc rối, anh cứ ở trong này ngoan ngoãn đi, không bao lâu nữa chắc sẽ thả anh ra thôi. Cổ vũ tịch nói xong, trực tiếp chuồn mất. Sau khi cổ vũ tịch chuồn mất, Lưu Tiểu Viễn đứng bên cửa sổ gặm đùi gà, miệng còn ngân nga bài nước mắt sau song sắc. Lúc này, một nữ đệ tử của Bích Hải cắt đi ngang qua, thấy Lưu Tiểu Viễn vừa ăn đùi gà vừa hát, lập tức hỏi đùi gà này của ai cho anh mau khai thật đi thấy nữ đệ tử này hung dữ như vậy lưu tiểu viễn cười nói đùi gà này là chữ môn của cô đích thân mang đến cho tôi hơn nữa còn là do cô ta đích thân làm đúng rồi cô ngàn vạn đừng nói với người khác lúc chữ môn của cô đưa đùi gà này cho tôi cô ta cũng lén lén lút lút không dám để người khác biết lưu tiểu viễn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch nói rằng đùi gà này là cổ vũ tịch đưa đến như vậy sẽ hại cổ vũ tịch nữ đệ tử hiển nhiên không tin lời của lưu tiểu viễn nói hừ đừng hòng lừa tôi trưởng môn của chúng tôi sao có thể đưa đùi gà cho anh đừng lừa tôi nữa mau khai thật đùi gà này là của ai đưa lưu tiểu viễn nói tôi nói thật mà em gái đùi gà này thực sự là trưởng môn của cô đưa thực ra quan hệ của tôi với trưởng môn của cô không đơn giản nếu không thì sao trưởng môn của cô lại để tôi vào phòng riêng để nói chuyện hừ vậy tại sao trưởng môn của chúng tôi lại ra tay đánh anh nữ đệ tử lập tức đặt câu hỏi lưu tiểu viễn nói em gái à cô không hiểu rồi cái này gọi là đánh là thương mắng là yêu bây giờ cô đã hiểu chưa đúng rồi em gái có muốn nếm thử đùi gà do trưởng môn của cô làm không tôi cho cô ăn thử này nữ đệ tử nghe vậy lập tức bỏ đi hôm nay nhận được tin tức này có hơi chấn động cô ta phải đi kể với hội chị em tốt của mình mới được vì vậy dưới sự truyền bá của nữ đệ tử hầu hết mọi người trong bích hải các đều biết chuyện này còn lưu tiểu viễn kẻ chủ mưu lại ung dung đứng bên cửa sổ thổi còi việc giam giữ lưu tiểu viễn trước đó còn có sự hỗ trợ của trận pháp trừ khi lưu tiểu viễn phá vỡ được những trận pháp này nếu không thì căn phòng này tự nhiên không thể giam giữ được lưu tiểu viễn với hệ thống vô địch thần cấp trận pháp nhỏ này có là gì nhưng lưu tiểu viễn nghĩ đến việc ra ngoài cũng chẳng có gì làm nên cảm thấy cứ ở trong này xem bích hải các định làm trò gì đại trưởng lão của bích hải các cũng nghe được lời đồn này lập tức đi đến chỗ đàm yên nhiên đàm yên nhiên hỏi đại trưởng lão có chuyện gì vậy đại trưởng lão nói trưởng môn không biết ai đã truyền bá tin đồn nói rằng cô đích thân làm đùi gà cho lưu tiểu viễn lưu tiểu viễn là ai đàm yên nhiên hỏi đại trưởng lão nói chính là người đàn ông mà cô đã đánh bị thương trước đó hắn chính là lưu tiểu viễn đàm yên nhiên vừa nghĩ đến chuyện lưu tiểu viễn vén khăn che mặt của mình thì tức đến nghiến răng nghiến lợi tên dê sồn này đúng là đáng chết còn phải hỏi sao nhất định là tên dê sồn lưu tiểu viễn này truyền ra đàm yên nhiên tức giận nói đại trưởng lão thấy rất lạ trưởng môn của mình thường không dễ nổi giận sao hôm nay lại đột nhiên tức giận như vậy có vẻ không bình thường trưởng môn cô không sao chứ đại trưởng lão vội vàng hỏi đàm yên nhiên lập tức biết mình thất thố nhưng vừa nghĩ đến chuyện của lưu tiểu viễn hôm nay đàm yên nhiên lại tức giận tôi không sao đàm yên nhiên lắc đầu nói thế này đại trưởng lão ông đuổi lưu tiểu viễn ra khỏi bích hải cát của chúng ta nếu để anh ta tiếp tục ở lại bích hải cát không biết anh ta còn nói ra những lời gì nữa đại trưởng lão nghe vậy lập tức gật đầu nói phải sau đó lui ra khỏi phòng của đàm yên nhiên ngay lúc lưu tiểu viễn vừa gặm đùi gà vừa hát hò ung dung đứng ở cửa sổ ngắm cảnh thì đệ tử của bích hải cắt đến trực tiếp thả lưu tiểu viễn ra ngoài lưu tiểu viễn rất ngạc nhiên sao lại thả mình ra nhanh như vậy này sao các người lại thả tôi ra nhanh như vậy là lệnh của ai có phải ý của trưởng môn các người không lưu tiểu viễn hỏi đệ tử của bích hải cắt liếc nhìn lưu tiểu viễn không thèm để ý đến lưu tiểu viễn mà trực tiếp khiên lưu tiểu viễn ném lưu tiểu viễn ra khỏi bích hải cát chết tiệt bích hải cát này đúng là không biết tiếp khách mình tốt bụng đến bích hải cát của bọn họ làm khách bọn họ lại ném mình ra ngoài như vậy cứ chờ đấy lưu tiểu viễn này sẽ quay lại trả thù lưu tiểu viễn nhớ địa chỉ của bích hải cát sau đó bay đi xa nhà lâu như vậy lưu tiểu viễn đương nhiên cũng nhớ nhà nhớ bố mẹ ở nhà nhớ những người phụ nữ ở nhà sau một hồi chạy như bay về đến nhà thì trời đã tối người nhà thấy lưu tiểu viễn về thì ai nấy đều vui mừng hỏi lưu tiểu viễn có sao không đặc biệt là bố mẹ còn hỏi lưu tiểu viễn đã đi đâu sao lâu như vậy mới về nhà lưu tiểu viễn đành bịa ra một lời nói dối để đối phó với bố mẹ vì chuyện đến huyết sắc luyện ngục không tiện nói ra tắm nước nóng thoải mái xong lưu tiểu viễn nằm trên giường nghỉ ngơi đang định ngủ thì có tiếng gõ cửa lưu tiểu viễn nhìn ra thì ra là tô tuyết lưu tiểu viễn mở cửa phòng kéo tô tuyết vào sau đó cười hiếp mắt nói tuyết nhi có phải nhớ chồng rồi không tô tuyết nửa đêm đến gõ cửa lưu tiểu viễn biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đương nhiên là nhu cầu về phương diện đó rồi không chỉ tô tuyết có lưu tiểu viễn cũng cần đến huyết sắc luyện ngục lâu như vậy phải sống như một nhà sư điều này khiến lưu tiểu viễn rất đau khổ bây giờ đã về rồi đương nhiên là phải giải tỏa để cho cậu em của mình cũng được ăn chút thịt tô tuyết thấy lưu tiểu viễn cố tình hỏi như vậy lập tức liếc xéo lưu tiểu viễn nói đáng ghét cố tình hỏi như vậy người ta tìm anh còn có chuyện khác sao lưu tiểu viễn cười hì hì nói đương nhiên anh còn tưởng tuyết nhi của anh đến quan tâm anh đến trò chuyện với anh về cuộc sống nói về lý tưởng tô tuyết trợn mắt nhìn lưu tiểu viễn nói người ta đến an ủi anh mà chỉ là cách an ủi khác thôi nghe tô tuyết nói vậy lưu tiểu viễn có chút kinh ngạc tô tuyết không còn là người phụ nữ lạnh lùng như trước nữa bây giờ lại trở nên lưu manh như vậy xem ra là một thành viên của hồ ly Tô Tuyết Bẩm Sinh đã có năng khiếu không tồi về phương diện này. Ồ, Tuyết Nhi của anh định dùng cách nào để an ủi anh vậy? Anh muốn nghe thử xem. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi. Tô Tuyết đang nghe truyện trên TV audio CV thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn. Biết tên này xấu xa chết đi được, rõ ràng biết còn hỏi, thật là xấu hổ chết mất. Đáng ghét, còn giả vờ ngây ngô, người ta không thèm nói với anh nữa, người ta đi đây. Tô Tuyết trực tiếp đấm vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Tuyết, cười nói, được rồi, không treo Tuyết Nhi của anh nữa, cũng không còn sớm nữa, Tuyết Nhi mau an ủi anh đi. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Nhưng vì trong phòng đã bố trí kết giới, cho dù trong phòng có lật trời lật đất thì bên ngoài cũng không nghe thấy một tiếng động nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết trong phòng thoải mái giải phóng. Chỉ tội cho chiếc giường kia, Tuy mới mua chưa được bao lâu nhưng cũng không chịu nổi sự dày vò của hai người. Sau mấy lần mây mưa, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc, một lúc sau Lưu Tiểu Viễn mới cười nói, Tuyết Nhi, tối nay em chủ động và điên cuồng quá. Tô Tuyết nhỏ giọng nói, đáng ghét, chẳng phải anh thích em chủ động và điên cuồng sao, bây giờ còn nói em, thật là đáng ghét chết đi được. Được rồi, người ta không nói với anh nữa, người ta phải về phòng mình ngủ thôi, cũng không còn sớm nữa, anh ngủ sớm đi. Tô Tuyết vừa nói vừa định ngồi dậy xuống giường. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không để Tô Tuyết đi, lập tức dùng tay kéo Tô Tuyết, nói, đi đâu mà đi, tối nay ngủ ở đây luôn đi, đây là phòng của anh, anh làm chủ. Tô Tuyết đương nhiên cũng muốn ngủ ở đây nhưng lại sợ sáng mai dậy, bị Đàm Nguyễn Nghi nhìn thấy thì không hay. Huống hồ, sau khi em gái Tô Vân dậy, nếu không thấy mình ở đó, chắc chắn sẽ hét lên. Không được, anh buông tay em ra đi, em vẫn về phòng ngủ. Tô Tuyết nói với giọng nũng nịu. Không được, tối nay nhất định phải ôm Tuyết Nhi của anh ngủ. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tô Tuyết thật sự không có cách nào với tên vô lại Lưu Tiểu Viễn này, cuối cùng đành nằm xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn ngủ. Nhưng Tô Tuyết vẫn không ngủ, mà đợi đến khi Lưu Tiểu Viễn ngủ say, Tô Tuyết mới nhẹ nhàng gỡ tay Lưu Tiểu Viễn ra, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết tự cho rằng mình hành động rất nhẹ nhàng, không làm Lưu Tiểu Viễn tỉnh giấc nhưng thực ra Lưu Tiểu Viễn đã tỉnh từ lâu rồi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không ngăn cản Tô Tuyết, vì Lưu Tiểu Viễn cũng biết, nếu sáng sớm mai Tô Vân tỉnh dậy, chạy khắp nơi gọi chị thì phiền lắm. Sau khi thấy Tô Tuyết đi, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường một lúc rồi lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng trưng, Lưu Tiểu Viễn vén chăn ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài, cảm thấy vô cùng thoải mái. Ra khỏi phòng, bố mẹ đã chuẩn bị xong bữa sáng, chờ Lưu Tiểu Viễn dậy ăn cơm nhà vẫn là tốt nhất, những ngày ở bên ngoài, ngày nào cũng phải nhịn đói, miệng nhạt nhẽo như chim, khiến Lưu Tiểu Viễn sớm đã muốn được ăn một bữa cơm do bố mẹ nấu. Những món ăn gia đình trên bàn, tuy không đẹp mắt như ở khách sạn lớn, không phải là sơn hào hải vị nhưng lại thơm phức là người ta thèm thuồng. Ăn cơm, ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn cầm bát đũa, chiêu hô mọi người cùng ăn cơm. Lưu Tiểu Viễn vội gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, ngon, ngon quá, vẫn là hương vị quen thuộc, Ngon quá, ăn chậm thôi, nhìn con kìa, như mấy tháng không được ăn cơm vậy. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn ăn ngấu nghiến, không khỏi nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Mẹ, tại mẹ nấu ăn ngon quá, không có cách nào khác. Mẹ đã nấu ăn cả đời nhưng rất ít khi có người khen đồ ăn của mình ngon, hơn nữa còn là con trai mình." Mẹ đương nhiên cười đến nỗi không khép được miệng. Nếu người ngoài khen, mẹ sẽ không vui như vậy, bởi vì lời nói của người ngoài phần lớn đều không thật lòng, chỉ là nịnh nọt mình chỉ có con trai mình sẽ không lừa mình cho dù có lừa mình thì người làm mẹ như mình cũng vui ngon thì ăn nhiều một chút không vội không ai dành với con đâu mẹ cười nói nhìn con trai mình ăn ngon như vậy bà liền cảm thấy vô cùng mãn nguyện sau khi ăn sáng xong lưu tiểu viễn gọi điện cho lục tư giao báo cho cô biết anh đã về hôm nay cô có rảnh không nếu rảnh thì lưu tiểu viễn sẽ đến tìm cô lục tư giao nói hôm nay cô nghĩ bảo lưu tiểu viễn đến tìm cô lưu tiểu viễn lập tức lái xe đến tìm lục tư giao đến thị trấn lưu tiểu viễn phát hiện lục tư giao đang đứng cùng trương thiến điều này khiến lưu tiểu viễn lúng túng người ta vẫn nói rằng xa mặt cách lòng lưu tiểu viễn nghĩ rằng đã lâu không gặp sau khi gặp lục tư giao hai người cũng phải là một trận long trời lỡ đất mới phải nhưng mà lục tư giao lại đưa cả trương thiến đến đây là chuyện gì thế này nhưng lục tư giao đã đưa người đến rồi lưu tiểu viễn có thể nói gì chứ chẳng lẽ còn bảo lục tư giao đuổi trương thiến đi sao xe dừng lại bên cạnh hai người lưu tiểu viễn hạ cửa kính xe xuống cười nói tư giao chị dâu lên xe đi lục tư giao và trương thiến đi đến ngồi ở phía sau lục tư giao cười nói tiểu viễn đến huyện đi hôm nay em phải đi mua quần áo với chị dâu lưu tiểu viễn nói được hai cô gái xinh đẹp ngồi cho vững anh lái xe đây sau đó lưu tiểu viễn lái xe đến huyện lưu tiểu viễn cũng không biết hai người họ muốn đi mua quần áo ở đâu vì vậy anh hỏi ý kiến của hai người. Hai người lập tức chỉ cho Lưu Tiểu Viễn một con đường, sau đó lập tức lái xe đến nơi. Lưu Tiểu Viễn đi theo sau hai cô gái, hai cô gái đi mua sắm, giống như được tiêm máu gà vậy, tốc độ và sức lực đó, Lưu Tiểu Viễn đều có chút tự thấy không bằng. Hai cô gái mua quần áo, chỉ xem nhưng không mua, khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, phụ nữ mua một bộ quần áo sao lại khó khăn đến vậy? Con phố này đi từ sáng đến chiều, buổi trưa thì ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút buổi chiều lại tiếp tục đi. Lưu Tiểu Viễn thực sự chịu không nổi, nói với Trương Thiến, chị dâu, lúc này Gia Gia chắc đã tan học rồi chứ. Chị không đi đón Gia Gia tan học à, Lục Tư Giao nói, yên tâm đi, Gia Gia ở nhà em hai ngày nay, bố mẹ em sẽ đi đón, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng rằng Trương Thiến sẽ đi đón Gia Gia tan học, như vậy có thể kết thúc chuyến đi mua sắm nhàm chán này, không ngờ Gia Gia lại ở nhà Lục Tư Giao, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn đi theo hai cô gái mua sắm đến hơn 5 giờ chiều, hai cô gái mới nói rằng mệt chết đi được. Lục Tư Giao và Trương Thiến ngồi bên vệ đường, dùng tay nhỏ xoa bóp đôi chân dài của mình. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn thật sự đã được mở rộng tầm mắt, Lục Tư Giao và Trương Thiến đều là những cô gái xinh đẹp, đặc biệt là Lục Tư Giao, cô ấy tuyệt đối là tiên nữ trên trời vậy. Còn Trương Thiến, trên người cô toát lên một chút hương vị chín chắn, khiến đàn ông không khỏi muốn chinh phục người phụ nữ như vậy, đè cô xuống dưới thân, quất cho cô một trận. Lục tư giao thấy Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn mình chầm chầm, cô cũng chẳng sao, dù sao thân thể cũng đã trao cho tên khốn này rồi. Còn Trương Thiến thì khác, mặt cô hơi đỏ, như thể mình không mặc quần áo đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn vậy, bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu suốt. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lục Tư Giao, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ hỏi Lục Tư Giao tối nay có hoạt động gì, nếu không thì cùng nhau vận động một chút lục tư giao nhận được tin nhắn lập tức hiểu ý của lưu tiểu viễn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng tên khốn này chắc chắn đang có ý đồ xấu được rồi lên xe đi chúng ta về nhà lưu tiểu viễn gọi hai cô gái lên xe đưa trương thiến về nhà sớm anh có thể cùng lục tư giao sống trong thế giới của hai người chị dâu hay là tối nay chúng ta đến nhà chị nấu đồ ăn ngon nhé lục tư giao đột nhiên đề nghị trương thiến còn có thể nói gì cô nói được thôi vậy lát nữa đến chợ rau ở thị trấn mua đồ ăn rồi đến nhà chị nấu cơm lưu tiểu viễn vốn định sống trong thế giới của hai người với lục tư giao nhưng không ngờ lục tư giao lại làm như vậy điều này khiến lưu tiểu viễn rất khó chịu đến chợ rau ở thị trấn mua xong đồ ăn họ đến nhà trọ của trương thiến nấu ăn đương nhiên là do trương thiến đảm nhiệm trương thiến là người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa giỏi việc nhà đương nhiên là nấu ăn rất ngon lục tư giao giúp trương thiến rửa rau còn Lưu Tiểu Viễn thì ngồi trên ghế sofa xem TV một cách buồn chán, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai cô gái đang cười đùa trong bếp. Ngồi trong phòng khách một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy chán, hơn nữa trong phòng khách hơi buồn chán, Lưu Tiểu Viễn đi ra ban công, hít thở không khí trong lành. Đi ra ban công, đầu Lưu Tiểu Viễn nghiêng sang một bên, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến Lưu Tiểu Viễn có chút nổi máu côn đồ. Chỉ thấy trên ban công phơi một bộ đồ lót màu đen gợi cảm của Trương Thiến, quan trọng là bộ đồ lót màu đen này rất gợi cảm đặc biệt là chiếc quần lót, ước chừng chỉ che được cảnh xuân bên dưới. Thực ra cảnh tượng như vậy cũng chẳng có gì, rất bình thường nhưng lúc này trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh của Trương Thiến, nghĩ đến dáng vẻ không mặc quần áo của Trương Thiến, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên. Chết tiệt, không thể đứng trên ban công được, hay là về phòng nhanh thôi. Lưu Tiểu Viễn trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, đầu không tự chủ được mà nhìn vào bếp, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bếp chỉ thấy Trương Thiến đang xào rau, cô quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn, nhìn bóng lưng của Trương Thiến, đặc biệt là cặp mông căng tròn đó, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh Trương Thiến mặc bộ đồ bên ngoài nằm trên giường. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên, không chịu nổi. Không thể nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ xảy ra vấn đề. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo mình không được nghĩ đến vấn đề này. Nhưng, là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ chuyện này khỏi đầu óc. Lưu Tiểu Viễn vô thức lại nhìn về phía cặp mông căng tròn của Trương Thiến, nhìn Trương Thiến vừa xào rau, cặp mông căng tròn đó vừa chuyển động, Lưu Tiểu Viễn có chút không chịu nổi. Trương Thiến đang xào rau dường như cảm thấy có người đang nhìn mình chầm chầm, cô lập tức quay đầu lại, thấy Lưu Tiểu Viễn đang nhìn mình, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng. Còn Lưu Tiểu Viễn cũng có chút cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện, thấy Trương Thiến quay đầu lại, anh lập tức nghiêng đầu đi. Chết tiệt, thật muốn mạ người mà, ăn cơm cũng khó chịu. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy bật tivi lên, xem tivi, sau đó tự nhủ trong lòng, không được quay đầu lại nhìn, không được quay đầu lại nhìn. Dần dần, Lưu Tiểu Viễn cũng quên mất chuyện này, chuyên tâm xem tivi. Lúc này, ngọn lửa trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng tiêu tan không ít, cả người cũng thoải mái hơn. Đại khái sau gần một tiếng, Lục Tư Giao và Trương Thiến mới làm xong đồ ăn, bưng lên bàn ăn, Trương Thiến bày bát đũa, còn lục tư giao thì gọi lưu tiểu viễn đến ăn cơm chúng ta uống chút rượu đi lục tư giao đề nghị lưu tiểu viễn lập tức lắc đầu nói không được anh còn phải lái xe muốn uống thì hai người uống đi uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu mặc dù đối với lưu tiểu viễn một tu sĩ mà nói uống rượu chẳng là gì cả hoàn toàn có thể dùng thần thông để bứt hết cồn ra khỏi rượu như vậy cho dù là mười 10 chai trăm chai rượu trắng đối với lưu tiểu viễn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Anh không uống thì em uống với chị dâu một chút. Lục tư giao thấy Lưu Tiểu Viễn không uống, lập tức gọi Trương Thiến uống cùng. Nhà Trương Thiến còn có mấy chai rượu vang, thế là lấy ra một chai, hai cô gái uống. Ăn tối xong, đã hơn 9 giờ tối, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Giao và Trương Thiến vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, trong lòng nghĩ, ngọn lửa trong lòng mình vẫn nên về tìm Tô Tuyết giải quyết thôi. Tư Giao, tối nay em ở lại chỗ chị dâu đi, anh về trước. Lưu Tiểu Viễn nói. Tiểu Viễn, anh đi đâu vậy, dẫn em đi cùng. Lục Tư Giao lập tức nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Lục Tư Giao, trong lòng nghĩ, em còn biết đi cơ à. Anh tưởng em quên anh luôn rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đi rồi, lập tức đến thị trấn thuê một phòng vào phòng, Lục Tư Giao lập tức đi tắm. Hơn 10 phút sau, Lục Tư Giao đi thẳng từ phòng tắm ra, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người mình. Lục Tư Giao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói: nhìn gì mà nhìn? Có phải là anh chưa từng thấy đâu? Anh mau vào tắm đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm bắt đầu tắm, chết tiệt, đã nhịn một bụng lửa từ lâu rồi, lúc này đương nhiên phải giải tỏa. Tắm xong ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức vào thẳng vấn đề, không chút khách sáo. Lục Tư Giao còn khá e dè vì chỉ có một lần kinh nghiệm, không được thoải mái lắm. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Đêm đó, Lưu Tiểu Viễn bận rộn đến ba lần mới ngủ, đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 9 giờ sáng, Lục Tư Giao vẫn đang ngủ say bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Nằm một lúc, Lục Tư Giao cũng tỉnh dậy, tỉnh dậy Lục Tư Giao dụi mắt hỏi, Tiểu Viễn, mấy giờ rồi, nói xong, Lục Tư Giao còn ngáp một cái, trông có vẻ vẫn chưa ngủ đủ. Hơn 9 giờ rồi. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Nghe thấy đã hơn 9 giờ, Lục Tư Giao suýt nhảy dựng lên khỏi giường, cô lại đi làm muộn rồi, đều tại tên khốn này, nếu không phải tại anh, cô đã không đi làm muộn. Tư Giao, vội gì chứ, muộn thì muộn, xin nghỉ đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đều tại anh, lần trước cũng tại anh mà em đi làm muộn, lần này lại tại anh mà em đi làm muộn lưu tiểu viễn cười ôm lấy lục tư giao nói tư giao hay là em đừng đi làm nữa em không đi làm thì anh vẫn nuôi nổi em lục tư giao lắc đầu nói không được em phải đi làm làm cảnh sát là sở thích của em nếu không làm cảnh sát em sẽ buồn chết mất bắt em đi dạo phố hàng ngày chán chết đi được nghe lục tư giao nói vậy lưu tiểu viễn đầy vạch đen còn chán chết hôm qua em và trương thiến đi dạo phố đừng nói là phấn khích thế nào em lại còn nói chán à lừa ai thế được rồi miễn là em vui em làm gì cũng được anh đều ủng hộ em lưu tiểu viễn cười nói mặc quần áo xong rửa mặt xong lưu tiểu viễn đưa lục tư giao về nhà đến nhà lục tư giao lưu tiểu viễn phát hiện lục thiên vũ không có ở nhà sau đó mới biết lục thiên vũ vì người phụ nữ kia mà trực tiếp chuyển ra ngoài ở chuyện này khiến bố mẹ lục tư giao tức giận không nhẹ nhưng hai người lại không có cách nào con trai đã lớn họ cũng không quản được nữa tuy nhiên bố mẹ lục tư giao lại rất hài lòng với lưu tiểu viễn thấy lưu tiểu viễn đưa lục tư giao về nhà thì biết hai người đã ngủ qua đêm ở ngoài ăn trưa ở nhà lục tư giao lưu tiểu viễn mới về nhà tối qua đi đâu vậy tô tuyết thấy lưu tiểu viễn lập tức hỏi giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy lưu tiểu viễn nói tối qua đi giải quyết một số việc hơi mệt không về được ngủ tạm ở khách sạn bên ngoài tô tuyết thấy lưu tiểu viễn không muốn nói thật cũng không nói gì Sáng sớm hôm đó đã đến phòng ngủ của Lưu Tiểu Viễn, bắt đầu chiến đấu với Lưu Tiểu Viễn. Sau 3 trận chiến liên tiếp, Lưu Tiểu Viễn hơi muốn ngủ, dù sao thì 3 đêm liên tiếp đều làm việc, hơn nữa không chỉ là một trận, Lưu Tiểu Viễn dù là tu chân giả cũng có chút không chịu nổi. Câu tục ngữ nói rất hay, không có ruộng cày hỏng, chỉ có trâu mệt chết. Lưu Tiểu Viễn bây giờ hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần. Nhưng Tô Tuyết lại không định để Lưu Tiểu Viễn nghỉ ngơi vẫn dùng tuyệt chiêu của mình để quyến rũ Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Tô Tuyết nói, còn sớm mà, tối nay em đến sớm, bây giờ mới chưa đến 12 giờ, còn sớm, đợi đến 2 giờ chúng ta nghỉ ngơi cũng không muộn, trời ơi. Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến 2 giờ sáng, Tô Tuyết định làm thêm hai hiệp nữa sao, Tuyết Nhi, tối nay anh thực sự hơi mệt, em mau về nghỉ ngơi đi, nghe lời lưu tiểu viễn khuyên nhủ tô tuyết lại nói tối qua anh sao không nói mệt sao tối nay lại mệt nếu không làm anh mệt một chút biết đâu tối mai anh lại đi chơi đêm nói xong tô tuyết bắt đầu dùng tuyệt chiêu quyến rủ lưu tiểu viễn khiến lưu tiểu viễn hơi không chịu nổi tô tuyết này về phương diện này có thể nói là không thầy mà giỏi có thể coi là một thiên tài lưu tiểu viễn vô cùng khâm phục thấy có thể chiến đấu thêm một lần nữa tô tuyết trực tiếp đứng lên sau đó ngồi xuống trời ơi động tác này quả thực khiến người ta mất mạng ai mà ngờ được tô tuyết lại chủ động như vậy quả thực không chịu nổi xem ra tối nay tô tuyết không vắt kiệt anh thì sẽ không chịu buông tha lưu tiểu viễn nằm trên giường vừa đau khổ vừa sung sướng tất nhiên thành phần sung sướng của lưu tiểu viễn vẫn nhiều hơn một chút vài chục phút sau trận chiến cuối cùng cũng kết thúc lưu tiểu viễn bước vào trạng thái hiền giả nói với tô tuyết tuyết nhi thực sự không còn sớm nữa nghỉ ngơi thôi nói thật Lưu Tiểu Viễn thực sự buồn ngủ, không còn chút sức lực nào. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất khó chịu. Tô Tuyết vẫn tràn đầy sức sống, mặc dù trên trán có một chút mồ hôi nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần của Tô Tuyết. Còn chưa đến 2 giờ, còn sớm. Tô Tuyết cười nói. Qua chuyện tối qua, Lưu Tiểu Viễn hiểu ra một đạo lý, đó chính là không thể đắc tội với phụ nữ, phụ nữ trả thù thì vô cùng tàn nhẫn. Ví dụ như Lưu Tiểu Viễn hôm nay, chỉ cảm thấy hai chân vô lực, đi đường phải viện tường, quần áo sột sệt. Lưu Tiểu Viễn thầm kêu khổ, tối qua Tô Tuyết hành hạ anh đến tận 3 giờ sáng mới về phòng mình. Mẹ gọi xuống ăn sáng mấy lần, Lưu Tiểu Viễn mới miễn cưỡng xuống lầu. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy thì vô cùng kinh ngạc, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn bị bệnh, vội hỏi, sao vậy Tiểu Viễn, con không khỏe sao? Lưu Tiểu Viễn vội lắc đầu nói, mẹ, con không sao, mẹ đừng lo, con thực sự không sao. Tô Tuyết ngồi bên cạnh vừa ăn sáng vừa nhìn Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết còn cười trộn thì tức giận, cô còn cười được nữa, anh như thế này chẳng phải là vì cô sao, ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn không muốn đi đâu, chỉ muốn nằm trên ghế nghỉ ngơi. Ôi, thật thoải mái. Lưu Tiểu Viễn nằm trên chiếc ghế mây nhà mình, chỉ thấy cả người thoải mái vô cùng, Tiểu Viễn, có muốn uống nước không? Tô Tuyết rảnh rỗi không có việc gì làm, thế mà lại chạy đến cười hì hì hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy nụ cười trên mặt Tô Tuyết thì tức không chịu được, người phụ nữ này đáng ghét quá, thế mà lại bắt nạt mình, còn chế giễu mình, thật đáng ghét, Tuyết Nhi, em đợi đấy. Em hại anh như thế này, anh nhất định sẽ trả thù gấp đôi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Tô Tuyết, tức giận nói. Đối mặt với lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết lại cười khúc khích. Tiểu Viễn, em đợi anh, anh đừng làm em thất vọng nhé, trời ơi. Hoàn toàn không coi lời đe dọa của anh ra gì. Đúng là coi trời bằng vung, Tiểu Viễn, có muốn em luộc cho anh mấy quả trứng không nghe nói ăn trứng hồi phục nhanh lắm tô tuyết che miệng cười khúc khích thực ra theo khoa học thì sau khi làm chuyện đó nên ăn nhiều trứng để bổ sung như vậy mới hồi phục nhanh được được vậy làm phiền tuyết nhi rồi đã có trứng để ăn thì lưu tiểu viễn cũng không ngại dù sao bụng vẫn còn chỗ cho một hai quả trứng nghỉ ngơi ở nhà cả buổi sáng thể lực của lưu tiểu viễn dần hồi phục đến chiều thì lưu tiểu viễn đã như người bình thường buổi chiều lưu tiểu viễn đột nhiên nhận được điện thoại của trương thiến lưu tiểu viễn rất lạ trương thiến gọi điện cho mình làm gì nhưng vẫn nghe máy alo chị trương thiến có chuyện gì không sau khi nghe điện thoại lưu tiểu viễn lập tức hỏi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của trương thiến cô nói tiểu viễn em đến giúp chị với có một người đàn ông cứ quấy rối chị em mau tới giúp chị đi trời à còn có chuyện như vậy sao lưu tiểu viễn lập tức nói Chị chờ em, em đến ngay đây. Một người phụ nữ quyến rũ như Trương Thiến thì chắc chắn có không ít đàn ông để ý. Nhất là bây giờ Trương Thiến lại còn độc thân, nhiều đàn ông đương nhiên sẽ chấp thời cơ ra tay. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy lạ là, tại sao Trương Thiến không gọi điện trực tiếp cho Lục Tư Giao mà lại gọi điện cho anh? Thực ra, không phải Trương Thiến không muốn gọi cho Lục Tư Giao, mà là khi gặp chuyện như vậy, cô nghĩ đến Lưu Tiểu Viễn đầu tiên nên đã gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến nhà Trương Thiến, đến cửa nhà trương thiến anh thấy một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà trương thiến gõ cửa miệng còn nói người đẹp cô biết không từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cô mất rồi cô mở cửa nhanh đi tôi muốn nói chuyện với cô lưu tiểu viễn biết đây chính là kẻ quấy rối trương thiến anh lập tức tiến lên vỗ vai tên này người đàn ông lập tức quay lại nhìn lưu tiểu viễn định hỏi anh là ai nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị lưu tiểu viễn đấm thẳng vào mặt ái gia một cú đấm của lưu tiểu viễn khiến người đàn ông đau đến mức khóc lóc thảm thiết hai tay ôm chặt lấy mặt mình cút nếu sau này anh còn dám đến đây nữa thì không chỉ là một cú đấm đơn giản như vậy đâu cẩn thận tôi cho anh đi gặp diêm vương lưu tiểu viễn tức giận nói nắm đấm trong tay giơ lên tuyệt đối có sức răng đe rất lớn người đàn ông nhìn lưu tiểu viễn vẻ mặt sợ hãi đi được vài bước thì quay lại trừng mắt nhìn lưu tiểu viễn hung dữ nói nhóc con mày đợi đấy chuyện này tao chưa xong với mày đâu lưu tiểu viễn nói được thôi tôi còn muốn xem anh có bản lĩnh gì mà chưa xong với tôi tôi đợi anh đấy sau khi người đàn ông đi lưu tiểu viễn gõ cửa phòng trương thiến nói chị trương thiến không sao rồi em đã đánh đuổi người đàn ông đó rồi chị mở cửa đi trương thiến trong nhà nghe thấy lời của lưu tiểu viễn lập tức mở cửa sau đó nhìn lưu tiểu viễn với vẻ biết ơn nói tiểu viễn cảm ơn em nhiều lắm nếu như em không tới giúp chị thì chị thực sự không biết phải làm sao lưu tiểu viễn cười nói chuyện của chị trương thiến thì cũng chính là chuyện của em chị trương thiến đã gọi điện rồi dù em có đang làm việc quan trọng nhất em cũng sẽ đến nói xong câu này lưu tiểu viễn lập tức nhận ra không ổn vì lưu tiểu viễn thấy đôi mắt to đẹp của trương thiến đã lộ ra vẻ yêu thương phụ nữ là động vật tình cảm đôi khi chỉ cần cảm động một chút là có thể làm bất cứ chuyện gì đây cũng là lý do tại sao nhiều phụ nữ biết rõ người đàn ông đó đã có vợ rồi mà vẫn theo đuổi người đàn ông đó một mặt chắc chắn là vì người đàn ông đó có điều kiện tốt, mặt khác là vì đã yêu người đàn ông đó đến mức không thể cứu vãn. Những lời mà Lưu Tiểu Viễn vừa nói khiến Trương Thiến rất cảm động. Lưu Tiểu Viễn biết tình hình không ổn, nếu Trương Thiến thực sự thích mình, nếu Lục Tư Giao biết được thì còn không cắt của quý của mình sao? Chị Trương Thiến, nếu không có chuyện gì thì em về trước nhé. Lưu Tiểu Viễn nói. Thế cục bất lợi thì nên chuồn sớm. Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ của Trương Thiến sợ rằng nếu trương thiến có hành động gì thì mình sẽ không chống đỡ nổi mặc dù chiều nay sức khỏe mới vừa hồi phục nhưng anh cảm thấy mình vẫn còn sức để đại chiến với trương thiến một hiệp tiểu viễn nếu không có chuyện gì gấp thì ở lại với chị một lát được không chị sợ chị hơi cô đơn trương thiến nhìn lưu tiểu viễn nói hy vọng lưu tiểu viễn có thể ở lại trời à nghe trương thiến nói vậy lưu tiểu viễn không nghĩ lung tung cũng khó cô đơn gì sợ hãi gì những từ này hoàn toàn là những từ khiến đàn ông phạm tội mà được rồi chị trương thiến em sẽ ở lại trò chuyện với chị thấy trương thiến như vậy lưu tiểu viễn cũng chẳng còn gì để nói trực tiếp đồng ý ừ em ngồi trước đi chị đi rót cho em cốc nước trương thiến nở một nụ cười quyến rũ nhìn theo bóng dáng yêu kiều của trương thiến lưu tiểu viễn cảm thấy trong bụng mình có một ngọn lửa tà ác đang bùng cháy nghĩ lung tung gì thế im lặng một lát đi nếu còn nghĩ lung tung nữa cẩn thận tối nay tô tuyết lại đến trả thù đấy nghĩ đến chuyện trả thù của tô tuyết tối qua ngọn lửa tà ác trong lòng lưu tiểu viễn lập tức tắt ngúng chết tiệt trận chiến tối qua quá dữ dội khiến lưu tiểu viễn đến cuối cùng chỉ còn chút sức tàn lực kiệt trương thiến rót cho lưu tiểu viễn một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện lưu tiểu viễn nhìn lưu tiểu viễn một cái trương thiến hỏi tiểu viễn chị thấy dạo này em cũng không đi làm em đang bận rộn gì thế lần trước lâu như vậy không gặp tư giao còn bảo em đi công tác rồi lưu tiểu viễn nói lần trước đi làm chút việc tuy em không đi làm nhưng vẫn có rất nhiều việc phải xử lý có khi đi xử lý mất cả một hai tháng nghe vậy trương thiến nói thời gian này cũng lâu quá đi mất cả một hai tháng hơi lâu một chút lưu tiểu viễn cười cười rồi nói chị trương thiến đừng nói đến em nữa nói đến chị đi sau này chị có dự định gì chẳng lẽ không định tìm một người sao chị còn trẻ vẫn có thể tìm được một người yêu thương và chiều chuộng chị trương thiến nghe vậy nhìn lưu tiểu viễn hỏi chị còn có thể tìm được một người yêu thương và chiều chuộng chị sao bọn họ chỉ ghét bỏ chị thôi lưu tiểu viễn cười nói sao thế được chị trương thiến xinh đẹp như vậy người khác chỉ coi chị như bảo bối mà chiều chuộng thôi sẽ không ghét bỏ chị đâu lưu tiểu viễn không nói dối trương thiến thực sự rất xinh đẹp có sức quyến rũ của phụ nữ nếu người đàn ông biết yêu thương phụ nữ nào cưới trương thiến chắc chắn sẽ yêu thương cô ấy thật lòng bởi vì những người phụ nữ như trương thiến đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ họ sẽ đặc biệt yêu thương bạn cũng đặc biệt dịu dàng trên giường cũng không e thẹn như thiếu nữ bất kể điểm nào đó đều là người bạn đời mà đàn ông mơ ước em chỉ biết khen chị thôi khen đến nỗi chị không biết ngượng là gì rồi trương thiến cười liếc nhìn lưu tiểu viễn một cái hai người lại tán gẫu một lúc toàn là những chủ đề vô bổ cuối cùng lưu tiểu viễn đứng dậy nói rằng phải về rồi trương thiến kéo lưu tiểu viễn lại nói ăn tối xong rồi hãy về lưu tiểu viễn nói không được vì lưu tiểu viễn sợ lại bị tô tuyết trả thù nhưng trương thiến lại nói tiểu viễn có phải em ghét chị không đến chuyện ở nhà chị ăn tối mà em cũng không chịu trương thiến đã nói như vậy rồi lưu tiểu viễn còn có thể làm sao vậy thì ở lại đi tuy nhiên lưu tiểu viễn gọi điện cho bố mẹ nói với hai người rằng mình sẽ không về ăn cơm bảo họ đừng nấu cơm cho mình nhà trương thiến vẫn còn thức ăn thế là làm hai món ăn thường ngày rất nhanh đã làm xong sau khi làm xong Trương Thiến hỏi Lưu Tiểu Viễn có muốn uống chút rượu không, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói không uống, cũng khuyên Trương Thiến đừng uống. Nhưng Trương Thiến lại nói, "Không được, hôm nay chị vui, chị muốn uống một chút, chỉ một chút thôi, Tiểu Viễn, em để chị uống được không?" Nghe Trương Thiến nói giọng nũng nịu như vậy, Lưu Tiểu Viễn tưởng mình nghe nhầm, đây hoàn toàn là một người phụ nữ đang nũng nịu nói chuyện với người đàn ông của mình. Đã muốn uống thì cứ để Trương Thiến uống, dù sao đây cũng là nhà Trương Thiến, cho dù có say thì cũng không sao. Phòng ngủ của cô ở ngay bên trong. Trương Thiến một mình uống rượu vang đỏ, Lưu Tiểu Viễn thì lấy nước lọc thay rượu, uống cùng Trương Thiến vài ly, sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, mặt Trương Thiến đã ửng hồng, xem ra Trương Thiến đã hơi say rồi, "Chị Trương Thiến, đừng uống nữa, uống nữa là say đấy." Lưu Tiểu Viễn khuyên nhủ, mặc dù ở nhà không sợ say nhưng say thì dù sao cũng không tốt. Nhưng Trương Thiến không để ý đến lời Lưu Tiểu Viễn, cô lại rót một ly rượu vào cốc của mình, tiếp tục uống. Tiểu Viễn, em yên tâm, chị uống được nhiều lắm, yên tâm đi." Trương Thiến vừa nói vừa uống một ngụm lớn, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết tâm trạng Trương Thiến không tốt, chắc chắn vẫn đang buồn vì chuyện ly hôn. Những chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện khuyên nhủ gì, bản thân là người ngoài cuộc, nhiều nhất chỉ có thể là một người lắng nghe trung thành. "Tiểu Viễn, em nói xem chị kém người phụ nữ đó ở điểm nào? Chị không đẹp bằng cô ta sao? Chị không dịu dàng hiền thục bằng cô ta sao?" chị không biết ăn diện bằng cô ta sao? Chị không, Trương Thiến thực sự say rồi, bắt đầu nói nhiều, đây chính là biểu hiện của say. Người phụ nữ mà Trương Thiến nhắc đến đương nhiên là người phụ nữ mà Lục Thiên Vũ đang cặp kè, Lưu Tiểu Viễn đã từng gặp người phụ nữ đó rồi, nói thật so với Trương Thiến, người phụ nữ đó kém xa, không phải chị Trương Thiến không bằng người phụ nữ đó, mà là Lục Thiên Vũ mù mắt rồi, bỏ người vợ xinh đẹp như chị Trương Thiến không cần, lại đi tìm loại phấn son tầm thường bên ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói thật. Đúng, Lục Thiên Vũ tên khốn đó chính là mù mắt rồi, cả hai con mắt của anh ta đều mù rồi. Trương Thiến nói lớn. Nói xong, Trương Thiến đột nhiên trợn tròn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Vậy Tiểu Viễn, em nói cho chị biết, mắt em có mù không?" Lưu Tiểu Viễn không hiểu tại sao Trương Thiến lại hỏi một câu vô duyên vô cớ như vậy, nhưng câu hỏi này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không chút do dự trả lời, "Em không mù, chị Trương Thiến, mắt em sáng như tuyết." Trương Thiến nghe vậy, lập tức đứng dậy khỏi ghế, loạn choạng đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, nếu mắt em đã sáng như tuyết, vậy em nói cho chị biết, em có thấy chị đẹp không? Nói xong, Trương Thiến còn ở một cái, hơi rượu trong miệng cô phả vào mũi Lưu Tiểu Viễn. Thấy Trương Thiến như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết cô thực sự say rồi, anh nói với Trương Thiến, chị Trương Thiến, chị say rồi, em đỡ chị đi nghỉ ngơi nhé. Trương Thiến vẫy tay nói, chị không say, chị vẫn rất tỉnh táo người say rượu thường sẽ nói mình không say, đây là chuyện thường gặp, Lưu Tiểu Viễn đã gặp không ít trường hợp như vậy. Tiểu Viễn, em trả lời câu hỏi của chị đi, chị có đẹp không? Trương Thiến vừa nói vừa áp đôi môi gợi cảm của mình vào má Lưu Tiểu Viễn. Thấy đôi môi gần trong gan tấc, Lưu Tiểu Viễn rất muốn tiến lại gần và hôn cô. Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết mình không thể làm như vậy, nếu làm như vậy sẽ gặp rắc rối lớn. Lưu Tiểu Viễn nói, chị Trương Thiến, chị đẹp lắm, chị đẹp nhất nghe lưu tiểu viễn nói vậy trương thiến cười ha hả có chút giống như một kẻ điên tiếng cười dừng lại đôi môi của trương thiến đột nhiên in lên má lưu tiểu viễn lúc này cả người lưu tiểu viễn đều ngây ngốc anh thế mà lại bị trương thiến hôn thế mà lại bị cô chiếm tiện nghi lưu tiểu viễn mở to mắt nhìn trương thiến chỉ thấy trương thiến cười hiếp mắt nhìn mình nói tiểu viễn đây là phần thưởng chị dành cho em trời à phần thưởng này sẽ khiến người ta phạm tội trong lòng Lưu Tiểu Viễn thầm nghĩ, chị Trương Thiến, chị đừng tặng cho em phần thưởng như thế này nữa, nếu không thì em sẽ không chịu đựng nổi đâu. Sau khi Trương Thiến uống thêm vài ly nữa, cô trực tiếp cuộc xuống bàn ngủ thiếp đi. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, sau đó đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Thiến, dìu Trương Thiến đến giường của cô. Dìu Trương Thiến lên giường, Lưu Tiểu Viễn cởi đôi dép dưới chân cô ra, nhìn đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn, nếu có một người thích chơi chân ở đây, chắc chắn sẽ tiến lại gần và hôn hai cái. Lưu Tiểu Viễn bật điều hòa trong phòng, thấy nhiệt độ đã giảm xuống một chút, liền kéo chăn đắp cho Trương Thiến, còn quần áo thì Lưu Tiểu Viễn không dám cởi cho cô, vì Lưu Tiểu Viễn sợ mình phạm tội mất. Đắp chăn xong, Lưu Tiểu Viễn định bước ra khỏi phòng ngủ thì lúc này, tay Trương Thiến đưa ra, nắm chặt lấy tay Lưu Tiểu Viễn, khẽ kêu lên, "Đừng đi." Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Trương Thiến đang mơ, quay đầu lại thì thấy mắt Trương Thiến mở hé, căn bản không ngủ. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra, trong lòng có chút kích động chị trương thiến chị tỉnh rồi à lưu tiểu viễn thấy trương thiến mở mắt cười hỏi trương thiến liếc nhìn lưu tiểu viễn không nói gì mà đột nhiên dùng tay kéo lưu tiểu viễn một cái lưu tiểu viễn nhất thời không vững cả người ngã nhào vào người trương thiến ngay sau khi lưu tiểu viễn ngã xuống đất trương thiến lập tức đưa tay ôm lấy lưng lưu tiểu viễn sau đó đôi môi gợi cảm của cô tiến lại gần vị trí môi của lưu tiểu viễn bắt đầu tấn công điên cuồng nói thật lúc này trong đầu lưu tiểu viễn vẫn còn cảm giác hơi choáng váng không ngờ một người đàn ông to lớn như mình lại bị một người phụ nữ làm như vậy không được trong chuyện này mình nhất định phải chủ động không thể để trương thiến muốn làm gì thì làm vì vậy lưu tiểu viễn chuyển từ bị động sang chủ động bắt đầu tăng tốc độ tấn công trương thiến lúc này lưu tiểu viễn không quan tâm trương thiến là ai lưu tiểu viễn bây giờ chỉ muốn trừng phạt trương thiến thật tốt bảo cô ba lần bốn lượt quyến rũ mình ngay khi lưu tiểu viễn chuẩn bị xé toạc quần áo của trương thiến chuẩn bị tấn công trực diện nhất thì điện thoại của lưu tiểu viễn đột nhiên reo lên lưu tiểu viễn và trương thiến nghe thấy tiếng chung điện thoại cả hai lập tức dừng tay nghe điện thoại đi trương thiến tỉnh táo nói thấy trương thiến tỉnh táo như vậy lưu tiểu viễn biết rằng trương thiến vừa rồi giả say để quyến rũ mình xem ra trương thiến đã để mắt đến mình mục đích chính là để có được mình lưu tiểu viễn nghe điện thoại đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của tô tuyết Lưu Tiểu Viễn, anh ở đâu? Đã muộn thế này rồi mà còn chưa về nhà, tối nay có phải em lại phải phạt anh không? Nghe Tô Tuyết nói tối nay còn phải phạt mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy, cậu nhỏ. Của mình đột nhiên mềm nhũng, không còn chút dũng khí nào như trước. Anh sẽ về ngay, em đợi chút. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tô Tuyết nói, hừ, chỉ cho anh nửa tiếng, nếu nửa tiếng nữa anh không về đến nhà thì hậu quả tối nay anh tự chịu. Sau khi cúp điện thoại, trương thiến vẫn ôm chặt lấy eo lưu tiểu viễn không cho anh đi nhưng lưu tiểu viễn nhất định phải đi nếu ở đây mà chiến đấu với trương thiến thì nửa tiếng nữa không thể giải quyết xong cho nên nửa tiếng về đến nhà chắc chắn là nằm mơ chị trương thiến em phải về nhà rồi lưu tiểu viễn nói trương thiến nhìn lưu tiểu viễn nói thật sự phải đi sao lưu tiểu viễn gật đầu nói thật sự phải đi rồi nhà có chút việc cấp em phải về ngay xin lỗi chị nhé chị trương thiến trương thiến nghe vậy không nói gì mà buông tay để lưu tiểu viễn rời đi lưu tiểu viễn từ trên người trương thiến bò dậy sau đó đi đến bên cạnh trương thiến hôn nhẹ lên mặt cô nói chị vậy em đi trước nhé nói xong lưu tiểu viễn như bay chạy ra khỏi phòng ngủ xuống dưới lái xe về nhà còn trương thiến thì ngồi trên giường với vẻ mặt thất vọng hôm nay cô khó khăn lắm mới có được dũng khí muốn ăn sạch lưu tiểu viễn nhưng kết quả lại không thành công điều này khiến trương thiến vô cùng phiền não lưu tiểu viễn lái xe về đến nhà Liếc nhìn thời gian, may quá, chưa đến nửa tiếng, như vậy tối nay anh có thể nghỉ ngơi rồi, Tuyết Nhi, anh về rồi. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn lập tức thấy Tô Tuyết đang ngồi trong phòng xem TV, anh nói, Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, lần thi này cũng tạm được, nếu sau này đều duy trì được thành tích như vậy thì tốt rồi, nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn tức điên lên, xem ra, sau khi dưỡng tinh mấy ngày, nhất định phải cho người phụ nữ này một bài học. Nếu không cô sẽ không biết sức mạnh của đàn ông. Tạm thời còn đánh không lại Tô Tuyết, cho nên Lưu Tiểu Viễn quyết định nhẫn nhịn trước đã. Đến giờ đi ngủ, Tô Tuyết theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng ngủ của anh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.